Thưa quý vị, sau một thời gian triển khai dạy học trực tiếp ở tất cả các bậc học, đến nay thì các trường học đã chủ động các phương thức dạy học để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Nhiều trường vừa tổ chức học trực tiếp, vừa tổ chức học trực tuyến. Để bảo đảm công tác giảng dạy trong thời gian này, đội ngũ giáo viên phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày qua, tuy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã có giảm, nhưng vẫn còn một số lượng không ít giáo viên, học sinh là F0, F1. Để đảm bảo tiến độ học tập, nhiều trường đã tổ chức dạy học trực tuyến cho các học sinh là F0, F1. Việc liên tục chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại trong thời gian qua gây không ít áp lực cho giáo viên. Ngoài giờ lên lớp, buổi chính khóa thì giáo viên phải thực hiện thêm công tác dạy trực tuyến online ở nhà hỗ trợ cho các em là F0 cũng như là các em mà F1 có tiếp xúc gần. Thì giữa cách soạn giảng giữa hai bài thì chắc chắn sẽ có nhiều bất cập. Nhằm đảm bảo duy trì công tác dạy học, các giáo viên luôn trong trạng thái sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp thay đổi tiết dạy từ trực tiếp sang trực tuyến hay ngược lại. Nhiều giáo viên là F0, F1 cũng nỗ lực bám lớp thông qua dạy trực tuyến. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô vẫn nỗ lực bám lớp, đảm bảo tiến độ chương trình năm học. Với cái tình hình dịch chung này á, thì tất cả các thầy cô cũng như là bản thân tôi thì đều phải linh hoạt. Và cũng mong rằng là trong cái thời gian sắp tới, dịch nó ổn, thì thầy cô được dạy và học tham gia tất cả những cái hoạt động như những cái năm trước đây. Cái việc mà chuyển đổi giữa dạy trực tuyến và dạy trực tiếp thì nó cũng có gặp một số cái khó khăn, nhưng mà qua cái sự chỉ đạo với lại hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường, đồng thời là tất cả các thầy cô giáo, với cái sự nỗ lực của mình thì cái việc mà giữa dạy trực tuyến với trực tiếp nó cũng diễn ra một cách rất là thuận tiện. Nhờ sử dụng linh hoạt các hình thức từ phía trường học, sự nỗ lực của giáo viên nên dù tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng việc dạy học ở các bậc học, nhất là các lớp cuối cấp vẫn đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh hiện nay, ngoài việc giáo viên tích cực bám lớp, phụ huynh cũng cần tăng cường hướng dẫn và rèn luyện con kỹ năng phòng chống dịch, tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ buổi học trực tiếp để việc học đạt chất lượng.